Hi, xin chào mọi bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game về rắn chơi trên điện thoại rất là hay luôn. Tựa game này có tên tiếng Anh là Snap Master 3D. Khi vừa mới vào game, mình là một con rắn màu xanh nước biển có cấp 1 à. Tai mang này mình sẽ đi cắn hoặc là quấn xiết những tên con người này. Chắc vì đang là cấp 1 nên con rắn của mình ngắn ngủn à. Trông xanh xao không khác gì con lãi hết á. Nhưng mà thật là dễ dàng khi vượt qua màn đầu tiên này và được thưởng là một chiếc nón kết trông rất là dễ thương. Được rồi, mình lại quay trở lại màn hành chính. Nhưng mà khoan, trong cái trò chơi này không chỉ có một con rắn mà tới 10 con lận. Sau khi tích được một khoản kim cương đầy đủ thì mình cũng nhanh chóng vào cái phần lựa chọn những con rắn khác và mua một con rắn mới. Đó, các bạn thấy không, con rắn thứ hai mình sẽ chọn là con rắn màu vàng. Wow, với cái màu vàng như thế này trông rất có vẻ là giàu có và đẹp mắt. Nhìn mình giống như là một con trăn khổng lồ vậy. Kiểu này đi ra đường thấy mình lấp lánh như thế này, mấy em rắn cái bắt mình về làm chồng thì khổ. Được rồi, chúng ta lại tiếp tục với màn thứ hai. Tại cái màn này nhiệm vụ của mình đó chính là quấn những tên con người và lại tiếp tục ăn thịt bọn chúng. Cũng giống như màn thứ nhất, màn thứ hai này cũng thật là dễ dàng, mình cũng nhanh chóng vượt qua. Wow, kết thúc màn thứ hai thì trò chơi cũng đã tặng cho mình một con rắn khác. Vâng, nhìn vào cái hình dạng này, mình đoán chắc chắn đây là con rắn cực độc, rắn đuôi chuông. Nhưng mà trong cái game này, cái đuôi của nó không có giống cái chuông, nhưng hình dạng và màu sắc của nó thì y chang như thực tế vậy. Từ đầu game tới giờ, con rắn của mình không có dài lắm. Và sau khi thu thập được rất là nhiều đồng tiền vàng, mình cũng nâng cấp con rắn của mình để nó có thể đạt cấp cao hơn. Bởi vì khi có cấp cao thì chiều dài của con rắn càng ngày càng dài. Các bạn thấy đó, chú rắn mình đang sử dụng dài hơn ban đầu một chút. Mình cũng nhanh chóng tiêu diệt những tên con người tại cái màn thứ ba này, cũng không mấy khó khăn. Và sau đó mình lại tiến vào bên trong, nơi đây có một cái trụ, mình cố gắng uốn quắn và lấy kim cương to nhất trên cái trụ này. Đó, các bạn thấy không, game này không hề khó khăn, tất cả mọi chúng ta đều có thể chơi được, giúp chúng ta giải trí sau một tuần học online mệt mỏi. Nếu ai đi học bị bà cô hay ông thầy chửi xói chán, không biết giải ức bách ở đâu thì hãy vào game này để có thể giảm stress nhé. Em mà cứ ôm cái điện thoại là cô nói là không bao giờ em tập trung học được. Bản thân cô này, cô không có nghiện mạng xã hội như em nè, ví dụ như thỉnh thoảng là nhắn tin với bồ thôi nha. Quay trở lại với nội dung trò chơi của chúng ta, tôi cũng đã nhận được một con rắn mới. Trời đất quỷ thần ơi, nhìn con rắn này giống như là con đẻn ngồi biển vậy. Hiện tại nhà tôi cũng đang ngâm rượu một con đó. Con đẻn này nếu mà yếu đuối không làm ăn được gì, tôi cũng nhanh chóng bắt nó vào ngâm rượu chung luôn. Nhưng mà dường như cái màn thứ tư này cũng không mấy khó khăn. Mục tiêu lần này là những con gà tội nghiệp. Và loài gà cũng là thức ăn khoái khẩu của loài rắn. Thế là tôi cũng nhanh chóng điều khiển con rắn vàng sọc đen này nuốt hết tất cả những con gà con ở đây. Nãy giờ chơi thì tôi cũng đã thu thập được 4 con rắn rồi. Liệu những con rắn tiếp theo sẽ có những hình dạng như thế nào? Và con rắn thứ 10 là con rắn mạnh nhất, nó sẽ có màu sắc gì? Nó dữ tợn tới đâu? Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục nhanh chóng chơi nào. Tôi cũng cố gắng nuốt hết tất cả những con gà con tại cái màn này và lấy thêm những cái hòm rương kim cương để thu thập, lát nữa chúng ta có thể mua được những con rắn mới. Vâng, phía sau cánh cổng tôi thấy có một cái bọc rất là lớn, dường như trong đó chứa rất là nhiều tài nguyên. Chắc có lẽ bên trong là vàng và kim cương, châu báu rất là giàu. Nếu tôi mà vào trong đó lấy được, không biết tôi mua được con rắn mới không nữa. Và tôi cũng nhanh chóng thu thập hết tất cả những thứ cần thiết để cái cổng kia nó đủ điều kiện mở ra. Hơi, tại cái màn này nó hơi lằng nhằng và nhiều thứ một chút. Nhưng mà không sao, càng khó thì khiến chúng ta càng hấp dẫn. Và rồi, tôi cũng đã lấy luôn cái rương cuối cùng và nhận luôn cái hộp quà cúng cùi và tiến thẳng vào bên trong cái nào. Wow, hy vọng sẽ có nhiều tài nguyên khoáng sản, đủ tiền để tôi mua thêm một con rắn mới. À, hay là mình sẽ lấy số tiền này mua một em rắn cái xinh đẹp, sau đó lai giống đẻ ra nhiều rắn con nhỉ? Tôi cũng nhanh chóng quay ra ngoài và vào cái khu mua những con rắn mới. Ôi trời đất quỷ thần ơi, trong khu vực này chỉ bán rắn đực mà thôi, không có bán rắn cái xinh đẹp đâu. Hay là tôi mua hai con rắn đực lai với nhau nhỉ? Rắn đực bọn chúng có yêu nhau được không trời? Thôi, vấn đề đó khó quá, bỏ qua một bên đi.
Hiện tại thì tôi cũng đã mua được một con rắn mới. Đây là con rắn lục. Con rắn lục này chúng ta thường thấy giống như là trên những cái cành cây đó các bạn. Loại rắn lục này cũng rất là độc và rất là nguy hiểm. Các bạn nếu gặp thì hãy nhanh chóng cuốn quần cuốn áo xách dép chạy cho nó lẹ nha. Trở lại với cái màn tôi đang chơi, tôi đối đầu với các mục tiêu là những tên lính cứu hỏa vô cùng rắn chắc. Bọn chúng không thể nào mà quấn một vòng bọn chúng chết đâu, mà phải quấn hai ba vòng, hoặc là dùng cái hàm răng sắc nhọn cắn vào mông của bọn chúng, khiến bọn chúng chạy nọc và bị nổ tan xác. Được rồi, phía trước chỉ còn một đám lính nữa thôi, tôi sẽ kết thúc hết tất cả và chiến thắng cái màn này. Nhìn vào màn hình thì các bạn có để ý tới cái vấn đề chiều dài của con rắn tôi đang chơi hay không? Có hai cách để có thể làm cho con rắn của chúng ta càng ngày càng dài. Cách thứ nhất là nâng cấp, như lúc đầu tôi dùng đồng vàng để có thể nâng lên cấp độ cao vậy. Cách thứ hai cũng giúp chúng ta lên cấp, đó chính là khi chúng ta tấn công vào những con lính này thì chúng ta sẽ đồng thời thu được rất nhiều kinh nghiệm. Chiều dài của con rắn chúng ta càng dài thì chúng ta có thể quấn được nhiều người một lúc. Đồng thời cái game này nó có một cái vật phẩm trang trí vô cùng đẹp trước mắt của các bạn, đó chính là những cái nón. Nào là nón kết nè, nón choàng nè, nón phù thủy nè, còn cả nón thủ trưởng nữa. Lát nữa ra mình sẽ thu thập và đổi những cái nón đó cho mọi người cùng thưởng thức. Xem tới đây một số bạn sẽ thắc mắc hỏi mình game này tải như thế nào. Thì thật rất đơn giản, chúng ta chỉ cần lên App Store hoặc là Google Play, gõ chữ Snapmaster 3D là nó sẽ hiện ra. Game này hoàn toàn miễn phí nhá. Chúng ta sẽ hoàn toàn không bắt cái đồng nào vào trò chơi này, nên các bạn hoàn toàn yên tâm, tiền để dành để đi cua gái hoặc là mua trà sữa trân châu với bánh chén trộn cho mấy đứa con gái ăn để nó thích mình. Oh my god! Wow! Sau một hồi chiến đấu, tôi cũng đã tiêu diệt hết những tên lính cứu hỏa nhỏ xí và bây giờ tấn công luôn tên lính cứu hỏa mặt ngáo ngơ vô cùng khổng lồ. Tôi đã quấn rất nhiều vòng và siết chết hắn. Vâng, phần thưởng tại cái màn này là một cái nón sừng trâu trông khá là dễ thương. Tôi cũng nhanh chóng mang cái nón này vào và tiếp tục vào cái phần mua bán để mua thêm một con rắn mới. Wow, con rắn tiếp theo mà tôi đã có được là một con hắc xà các bạn à. Tức là con rắn màu đen. Nghe tương truyền loài rắn màu đen này là loài rắn vô cùng hắc ám, rắn yêu tinh, rất là dữ tợn. Ở ngoài đời ai mà gặp được nó thì sẽ được một vé đi đầu thai lại ngay lập tức, bởi vì loài rắn này rất nhanh và rất dữ tợn, cực kỳ độc địa. Trở lại với cái màn trò chơi của tôi, vừa mới vào tôi đã gặp được một tên người khổng lồ rồi, nhưng mà với cái sức mạnh vô cùng ghê gớm của con rắn màu đen này cũng đã giết chết tên khổng lồ đó. Cơ thể hắn bị xiết vỡ vụn, biến thành rất là nhiều tên người nhỏ tí hon tấn công lại ngược tôi nữa. Nhưng mà cái lũ người nhỏ này cũng giống như đang gãi ngứa tôi mà thôi, chẳng xì giờ gì cả. Tôi cũng lập tức quấn hết bọn chúng vào một chỗ và xiết, thậm chí nuốt chửng luôn cả bọn chúng. Được rồi, nãy giờ thì chúng ta cũng đã chơi rất lâu, rất nhiều rồi. Vậy con rắn cuối cùng nó sẽ có hình dạng như thế nào? Tôi cũng đã một thời gian tích tụ được rất nhiều kim cương, nhanh chóng vào mua hết tất cả những con rắn có trong cái game này và phát hiện được con rắn cuối cùng nó có màu trắng. Một con rắn thần tiên. Wow, tôi cũng trang bị thêm cho nó một cái nón tù trưởng nữa cho nó ách. Thưa các bạn, khi ở ngoài đời mà chúng ta thấy được một con rắn màu trắng, tức là thần tiên đang hiện thế đó. Thường thì người ta thấy được con rắn bạch xà này, người ta sẽ đem nhang, khói và thức ăn tới để cúng thay vì xua đuổi. Bởi vì ai mà đuổi bạch xà đi thì người đó sẽ gặp điều không hay. Quay trở lại với cái màn trò chơi tôi đang chơi, thì ra mục tiêu lần này của tôi là những con chuột thì phải. Nhìn bọn chúng rất là đen hôi, hôi hám. Nhưng mà thần bạch xà bây giờ sẽ giúp cho người dân xua đuổi và tiêu diệt hết cái lũ chuột xấu xa này. Vâng, chơi từ đầu tới cuối, bây giờ mới xuất hiện được một con rắn thần tiên làm việc tốt. Và đây cũng là một con rắn khó tìm nhất, đặc biệt nhất, cũng như mạnh nhất tại trò chơi này. Kìa kìa, có thêm những con cáo gian ác nữa, ăn thịt luôn bọn chúng, xóa sổ luôn cái lũ phá hoại mùa màng này. Vâng, và đây là toàn bộ nội dung giải trí ngày hôm nay về loài rắn vô cùng đặc sắc và đồ họ rất là đẹp nữa mà mình muốn giới thiệu cho tất cả mọi người. Nếu mà các bạn nào yêu thích thì hãy nhanh chóng tải về và thưởng thức trò chơi nào. Còn nếu mà các bạn nào không thích chơi thì hãy xem mình và đừng quên cho mình một like, một đăng ký để kênh mình ngày càng phát triển nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ xin chào và chúc các bạn một buổi chiều thật vui vẻ.